tiếp theo. Mô hình diễn réo số 2 của tổ 1 phường Hưng Thành. Theo truyền thuyết xưa, chim vượng hoàng là vua của các loài chim, là biểu tượng trong nền văn hóa của nhiều nước trên thế giới. Chim vượng hoàng là biểu hiện của sự an lành, hạnh phúc, thiêng liêng, cao quý, lòng trung thành, bất diệt và sự hòa hợp âm dương, là biểu tượng của đạo đức, tốt đẹp và sự thông thái. Tế đài là mô hình của tổ 14 phường Minh Xuân. Thưa quý vị, tổ 14 phường Minh Xuân với chủ đề thuyền rồng. Rồng là một loài vật linh thiêng, được coi là linh vật tượng trưng cho điều tốt lành. Dù chỉ là con vật tưởng tượng, nhưng rồng được xem như một biểu tượng cho cả quyền lực và sức mạnh. Rồng là biểu hiện tích cực và thịnh vượng, có ý nghĩa tượng trưng cho những gì cao quý, tốt đẹp trong đời sống của con người. Là biểu tượng cho sự cao quý, tốt đẹp, thăng hoa và thịnh vượng. Rồng xuất hiện là thể hiện sự khát vọng vươn tới cái chân huyền mỹ. Của tổ 4 phường Tân Quang. Trước mắt chúng ta là mô hình với chủ đề Hai Bà Trưng cưỡi voi ra trận. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa đấu tranh oanh liệt chống ách thống trị của ngoại bang, của nhân dân ta, là biểu tượng cho lòng yêu nước, ý chí quật cường hiên ngang của dân tộc khi đối diện với giặc ngoại xâm. Đang tiến vào khán đài với chủ đề Làng quê Thanh Bình. Tiến vào khu vực lễ đài, đó là mô hình của tổ 7 phường Tân Quang. Mô hình có chủ đề Na Hang đường lên tiên cảnh của nhân dân tổ 7 phường Tân Quang, với hình ảnh nổi bật là đôi chim phượng hoàng, là hình tượng của đức hạnh và duyên dáng thanh nhã. Chiêm ngưỡng mô hình với chủ đề Na Hang đường lên tiên cảnh của tổ 7 phường Tân Quang. Tiếp tục tiến vào lễ đài sân khấu, xin mời quý vị cùng đến với mô hình của tổ 29 phường Tân Quang. Bác tiến vào sân khấu là mô hình với chủ đề chung tay bảo vệ môi trường của tổ 29 phường Tân Quang. Đến với đêm hội năm nay, mô hình của tổ 29 phường Tân Quang có hình ảnh chú hổ, loài vật tượng trưng cho sức mạnh, sự thanh thế, oai linh, vẻ đẹp rực rỡ đầy bí hiểm, sự quyền chuyển về cơ thể. Nhưng đang đứng trước bờ vực của sự tuyệt chủng, bất cần tất cả chúng ta chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ một giống loài vô cùng quý hiếm. Mô hình của thôn Trẻ 6, xã Lưỡng Vượng với chủ đề Rồng vàng chảy hội. Được lấy ý tưởng từ hình tượng con rồng, một linh vật huyền thoại, biểu tượng của sự cao quý, sức sống trường tồn. Rồng là biểu trưng của sức mạnh, là linh vật của sự may mắn thịnh vượng, gắn liền với nền văn hóa phương Đông. Tiếp tục tiến vào lễ đài là mô hình của tổ 5 phường Tân Quang. Là loài cá đặc trưng ở vùng nhiệt đới, có hình dáng rất đẹp, là một trong những loài cá đẹp nhất của đại dương.
tiếp theo là mô hình của tổ 708 phường Đông Tiến với mô hình chủ đề đôi thiên nga của tổ 708 phường Đông Tiến. Tiếp theo là mô hình của tổ 21 phường Tân Quang với chủ đề dòng vàng chảy hội trăng rằm. Thế đài là mô hình của tổ 11 phường Tân Quang, mô hình đem đến cho tất cả quý vị với chủ đề ai thông minh hơn. Tiếp tục tiến vào lễ đài là mô hình của tổ 33 phường Phan Thiết, mô hình với chủ đề chống đồng vui chảy hội. Chống đồng voi chảy hội của tổ nhân dân 33 phường Phan Thiết đến với đêm hội ngày hôm nay. Chẳng gió hỏi nhau chỉ kia quê quán. Lễ đài là mô hình của tổ 2 phường Hưng Thạnh, mô hình với chủ đề cá chép trông trăng. Tiến vào lễ đài là mô hình của tổ 26 phường Tân Phan Thiết, mô hình với chủ đề lễ hội cầu mùa. Đó đẹp không các em nhỏ ơi? Trăng mưa sao em chưa
theo là mô hình của tổ 5 phường Kỳ Gia, mô hình với một chú khổng long rất dũng mãnh nhưng cũng rất ngộ nghĩnh và vui tươi về sự hội thành viên ngày hôm nay. Chúng mình vỗ tay thật to nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là mô hình số 61 của thôn Sông Lô Ba, xã An Tường. Thưa toàn thể quý vị và các bạn, trước mắt chúng ta là mô hình với chủ đề Sông Phương chảy hôi trăng rằm của nhân dân tổ thôn Sông Lô, xã An Tường. Vâng, và ngay sau đây thôi là mô hình số 62, tổ dân phố 17, phường Tân Quang. Thưa toàn thể quý vị và các bạn, đây là hình ảnh xe tuần lộc đón Trung Thu của tổ dân phố 17, phường Tân Quang. Vâng, những chú tuần lộc rất là đáng yêu. Và mô hình số 63 của tổ dân phố 14, phường Tân Quang. Vâng, đây là mô hình mang chủ đề hội đua thuyền trên sông Lô của tổ dân phố 14, phường Tân Quang, với hình ảnh con thuyền và những người chèo thuyền trong lễ hội. Vâng, phía sau đằng kia là mô hình số 64 của tổ dân phố 17, phường Phan Thiết. Chúng tôi đã đèn lên cho sáng, cho bao năm mình dẫn vui. Đêm trăng với đèn lồng cây nắng, em như giấc mộng xưa đời. Vâng, hình ảnh chùa Cầu Tráng, trái đất tròn. Và đây là chùa Bồ Tát của chúng ta. Chúng tôi đã cùng người sáng thân, chúng em vui đùa bên nhau. Đêm nay các bạn cùng tay vắng, quên em sáng. Vâng, trước mắt chúng ta là mô hình số 69 của huyện Khánh Đài, là mô hình nhà sàn homestay Lâm Bình của nhân dân các dân tộc huyện vùng cao Lâm Bình. Vâng, đây là một hình ảnh rất độc đáo. Đây cũng là những hình ảnh du lịch mang tính địa phương của chúng ta. Hình số 67 huyện Hàm Yên. Vâng, thưa quý vị, đây là mô hình của nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên, với hình ảnh con ạ mang chân mình trái cam sành Hàm Yên. Vâng, trước mắt quý vị và các bạn là mô hình đèn lồng Trung Thu của nhân dân các dân tộc huyện Yên Sơn, với chủ đề truyền thuyết về dòng. Và tôi xin một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Mô hình của huyện Sơn Dương. Vâng, đang tiến vào lễ đài là mô hình mang chủ đề cánh chim lạc Việt, với biểu tượng chim lạc đang bay là sự trương tôn vĩnh cửu, bay cao và bay xa.